Được sự hướng dẫn của các cấp hội nông dân, đầu năm 2021, ông Trần Hữu Tấn ở thôn Dương Tài Thuận, xã Triều Thuận, huyện Triều Phong đã xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi gà liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Sáp Va Confit Việt Nam. Theo liên kết thì công ty cung cấp giống, thức ăn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật và bao tiêu đầu ra của sản phẩm. Nhờ thuận lợi trong việc liên kết chăn nuôi nên mỗi năm trang trại của ông Tấn nuôi gần 50.000 con gà giống mía, đem lại nguồn lãi ròng hơn 400 triệu đồng và giải quyết gần 100 lao động thời vụ trong một năm. Cái hình thức liên kết gia công này là có nhiều cái lợi thế. Thứ nhất là về cái vốn đầu tư, thì nếu như mình nuôi với quy mô 16.000 con này thì cái lượng mà vốn để bỏ ra mà chăn nuôi cho giống và thức ăn nó cũng rất là lớn, hết đến 1 tỷ bạc. Cho nên là cái đó là công ty họ đã lo cho mình rồi. Cái thứ hai nữa là về kỹ thuật, là họ sẽ lo cho mình về công tác kỹ thuật, rồi hướng dẫn trong quá trình chăn nuôi, kể cả trong quá trình xây dựng chuồng trại. Cái thứ ba nữa là về, đặc biệt là về công tác đầu ra, thì họ sẽ lo cho mình toàn bộ cái đầu ra ổn định. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị kinh tế trong lĩnh vực chăn nuôi, thời gian qua các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tạo điều kiện và hướng dẫn điều khoản liên kết với các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giúp bà con nông dân đầu tư chăn nuôi và có đầu ra thuận lợi hơn. Nhờ vậy, 2 năm trở lại đây, hoạt động phục hồi và duy trì các mô hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh dần đi vào ổn định và từng bước đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hàng chục trang trại chăn nuôi liên kết với quy mô từ 50.000 đến 150.000 con gà và hàng ngàn con lợn. Hàng năm đem lại nguồn lợi nhuận khả cao cho người dân và góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp cho mỗi địa phương. Thông qua cái mô hình liên kết thì tạo được cái giải quyết được cái việc làm của lao động thường xuyên ở nông thôn, rồi chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế tại cơ cấu nông nghiệp ở các địa phương. Và điều quan trọng là sự quy mô liên kết, mô hình liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và liên kết sáu nhà, thì nông dân đã làm chủ được các cái công nghệ trong tổ chức sản xuất, như đưa các cái công cụ kỹ thuật mới, máng ăn, máng uống tự động, đưa cái hệ thống camera để giám sát trong quá trình tổ chức sản xuất, và từ đó thì nâng cao cái vai trò vị thế của nông dân trong cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Phát triển chăn nuôi theo hướng liên kết với cả công ty doanh nghiệp là mô hình tối ưu cho các hộ chăn nuôi và các chủ trang trại chọn hướng đi phù hợp, đảm bảo được đầu ra của sản phẩm, tránh thiệt hại trong quá trình chăn nuôi và dao động về giá cả hay tình hình dịch bệnh. Qua đó góp phần nâng cao tỷ trọng giá trị lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.